chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình của Đài Truyền thanh Truyền hình Tĩnh Gia. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ngành trung ương, tỉnh Thanh Hóa, huyện Tĩnh Gia dự lễ vận hành thương mại Liên hiệp lọc hóa dầu Nghi Sơn. Xã Cát Sơn tổ chức đón nhận bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Sôi nổi các hoạt động đón nhận đơn vị địa phương đạt danh hiệu chuẩn văn hóa trên địa bàn huyện. Ngày 23 tháng 12, công ty trách nhiệm hữu hạn lọc hóa dầu Nghi Sơn phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ vận hành thương mại dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn. Tới dự có các đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương. Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng là lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan trung ương, lãnh đạo các tỉnh Ninh Bình, Nghệ An, tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, các sở ban ngành cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố. Dự buổi lễ còn có Tổng thư ký Đảng Dân chủ Tự do, Nhật Bản, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty Dầu lửa Quốc tế COES, đại diện các bên của liên doanh lọc hóa dầu Nghi Sơn. Về với huyện Tĩnh Gia có các đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện; Phạm Văn Ninh, phó bí thư thường trực huyện ủy; Nguyễn Tiến Dũng, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện; các đồng chí trong ban thường vụ huyện ủy, thường trực ủy ban nhân dân huyện cùng các xã liên quan đến dự án lọc hóa dầu của huyện Tĩnh Gia. Dự án liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tháng 4 năm 2008. Với tổng vốn đăng ký hơn 9 tỷ USD. Dự án được đầu tư bởi liên doanh gồm Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam 25,1%, Công ty Inder Mitsu Kosan 35,1% và Công ty Hóa chất Mitsu 4,7% của Nhật Bản, Tập đoàn Dầu mỏ COES 35,1%. Dự án được khởi công ngày 23 tháng 10 năm 2013, hoàn thành xây dựng cơ khí vào tháng 4 năm 2017 và đưa nguyên liệu vào chế biến từ tháng 3 năm 2018. Tháng 6 năm 2018, tất cả các phân xưởng công nghệ đã được khởi động thành công theo quy trình. Công suất chế biến được nâng lên dần đến công suất thiết kế để chuẩn bị cho chạy kiểm tra kỹ thuật với từng phân xưởng công nghệ và cho toàn bộ nhà máy. Ngày 3 tháng 11 năm 2018, Công ty trách nhiệm hữu hạn lọc hóa dầu Nghi Sơn đã hoàn tất việc kiểm tra kỹ thuật tổng thể toàn bộ nhà máy. Ngày 14 tháng 11 năm 2018, Công ty trách nhiệm hữu hạn lọc hóa dầu Nghi Sơn đã nhận được thông báo nghiệm thu ban đầu từ phía nhà thầu EPC. Tính đến tháng 12 năm 2018, nhà máy đã chế biến khoảng 5 triệu tấn dầu thô, xuất bán hơn 3 triệu tấn sản phẩm, đóng góp ngân sách cho tỉnh Thanh Hóa hơn 8.000 tỷ đồng. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng trước sự có mặt của đông đảo đại biểu, nhất là đại biểu đến từ các nước đối tác. Thủ tướng đặc biệt đánh giá cao sự hợp tác cũng như sự cố gắng vượt qua khó khăn của các nhà đầu tư quốc tế, các bộ, ngành trung ương, tỉnh Thanh Hóa trong suốt thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, các bên đã phối hợp chặt chẽ, khoa học, hoàn thành khối lượng công việc khổng lồ với gần 20 triệu giờ lao động an toàn, hoàn thành chạy thử, vận hành thương mại và cho ra sản phẩm. Đây là biểu tượng của sự hợp tác quốc tế giữa Việt Nam với Nhật Bản, COES, cũng như các nhà đầu tư, các tổ chức tài chính quốc tế. Nói về vai trò của dự án, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh. Thưa tất cả quý vị đại biểu và quý vị khách quý, dự án liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn đưa vào vận hành thương mại có ý nghĩa quan trọng về mặt chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng trong quá trình phát triển đất nước, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Với công suất chế biến 10 triệu tấn dầu thô năm cùng với nhà máy lọc dầu Trung Quốc, sản lượng xăng dầu cung cấp được nhà máy này sẽ đáp ứng
hơn 80% nhu cầu xăng dầu cho thị trường trong nước, giảm bớt sự phụ thuộc vào nhập khẩu từ thị trường bên ngoài. Việc xây dựng thành công nhà máy lọc dầu Dung Quất trước đây và nay là Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn cho thấy đội ngũ cán bộ, kỹ sư và công nhân kỹ thuật Việt Nam đã từng bước làm chủ được công nghệ và nâng cao tay nghề, làm chủ công tác vận hành, bảo dưỡng đối với nhà máy lọc dầu Trung Quốc và đảm nhận nhiều vị trí quan trọng trong Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn. Điều này đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc về năng lực quản lý, thi công và vận hành, bảo dưỡng các nhà máy lọc hóa dầu của đội ngũ cán bộ, công nhân Việt Nam nói chung và ngành dầu khí nói riêng. Đặc biệt, chúng ta đánh giá cao đội ngũ cán bộ, chuyên gia nước ngoài ngày đêm lao động công trường cùng với cán bộ, công nhân, kỹ thuật, chuyên gia của Việt Nam. Sau sự kiện ngày hôm nay, còn rất nhiều việc phải làm. Tôi yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn Lọc hóa dầu Nghi Sơn tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, cần quản lý và vận hành thật tốt để Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn hoạt động an toàn, ổn định, bảo đảm chất lượng sản phẩm đầu ra, không để tồn tại các lỗi kỹ thuật phát sinh trong quá trình vận hành. Đặc biệt phải tuân thủ đầy đủ các quy định về bảo vệ môi trường cũng như hoàn thành các thủ tục nghiệm thu công trình xây dựng theo đúng pháp luật của Việt Nam. Tôi yêu cầu Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý Nhà nước tại doanh nghiệp, Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng chỉ đạo hướng dẫn chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu dự án theo đúng quy định pháp luật về xây dựng, bảo đảm vận hành nhà máy tuyệt đối an toàn, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ và đạt hiệu quả cao nhất. Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam với những bài học kinh nghiệm quý báu trong quá trình xây dựng, vận hành nhà máy lọc dầu Dung Quất, Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn tiếp tục thực hiện thành công các dự án trọng điểm khác về dầu khí, tiếp tục góp phần to lớn hơn nữa vào bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia. Tôi cũng yêu cầu tỉnh Thanh Hóa, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn, công ty trách nhiệm hữu hạn Lọc hóa dầu Nghi Sơn có trách nhiệm cùng nhau tiếp tục chăm lo giải quyết tốt việc làm, đời sống cho công đồng bào địa phương, nhất là đồng bào phải tái định cư đến nơi ở mới, bàn giao mặt bằng cho xây dựng Liên hợp Lọc hóa dầu. Và chúng ta tiếp tục phát triển những ngành công nghiệp sau hóa dầu. Việc đưa dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn vào vận hành thương mại là một lợi thế và cơ hội mới của tỉnh Thanh Hóa cũng như khu vực Bắc Trung Bộ. Tôi yêu cầu các bộ, các ngành chức năng phối hợp chặt chẽ với tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh khu vực khẩn trương rà soát, bổ sung quy hoạch, kế hoạch phát triển toàn diện về kinh tế xã hội, tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút các nguồn lực đầu tư trong nước, quốc tế, qua đó tạo động lực mới, sức mạnh tổng hợp mới, đưa Thanh Hóa phát triển thành một trung tâm kinh tế, công nghiệp, thương mại, dịch vụ của khu vực Bắc Trung Bộ, đóng góp nhiều hơn để phát triển nhanh và bền vững của vùng và cả nước. Tôi xin chân thành cảm ơn các thế hệ lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa qua các thời kỳ về sự đóng góp, chỉ đạo đối với công trình quan trọng này. Tôi xin chúc ngành dầu khí Việt Nam phát triển ngày càng vững mạnh, xứng đáng là một ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp to lớn hơn nữa vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và các nhà đầu tư đã thực hiện nghi thức vận hành thương mại dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn. Ngày 24 tháng 12, Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện đã tổ chức hội nghị thống nhất các nội dung để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 19. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, đồng chí Nguyễn Văn Dương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện khai mạc và chủ trì hội nghị. Tại kỳ họp thứ 8, Hội đồng Nhân dân huyện khóa 19 sẽ nghe và thảo luận về các báo cáo tờ trình của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện như báo cáo tóm tắt về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018,
phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu năm 2019. Báo cáo tình hình thực hiện thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2018 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện về việc mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 8, Hội đồng Nhân dân huyện khóa 19. Báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện về giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 6, Hội đồng Nhân dân huyện khóa 19. Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh báo cáo kỳ họp thứ 7, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17. Báo cáo của Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện về kết quả giám sát chuyên đề về thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn huyện. Báo cáo của Ban pháp chế Hội đồng Nhân dân huyện về kết quả giám sát chuyên đề về thực hiện sáp nhập thôn, tiểu khu trên địa bàn huyện. Báo cáo của Ban kinh tế xã hội Hội đồng Nhân dân huyện về kết quả giám sát chuyên đề công tác quản lý đầu tư các chương trình dự án đầu tư công do Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn làm chủ đầu tư giai đoạn 2017-2018. Báo cáo của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện về công tác kiểm tra giám sát năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Báo cáo của Tòa án Nhân dân huyện về kết quả giải quyết án năm 2018, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Các tờ trình của Ủy ban Nhân dân huyện và các báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế, Ban kinh tế xã hội, Hội đồng Nhân dân huyện. Cũng tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân huyện sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân huyện bầu và miễn nhiệm, kiện toàn trưởng Ban pháp chế Hội đồng Nhân dân huyện. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đóng góp các ý kiến về nội dung chuẩn bị kỳ họp. Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Dương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện, đề nghị các ban của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện và các cơ quan có liên quan chuẩn bị tốt các nội dung chương trình để kỳ họp đảm bảo chất lượng, thành công tốt đẹp. Kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân huyện Tĩnh Gia yêu cầu trong các ngày 26, 27, 28 tháng 12, Ban tuyên giáo 34 xã thị trấn chỉ đạo các đài truyền thanh tổ chức tiếp sóng trường thuật phát thanh trực tiếp của đài truyền thanh truyền hình Tĩnh Gia trên tần số 96 MHz. Ngày 22 tháng 12, Ủy ban Nhân dân xã Các Sơn đã tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tới dự về phía tỉnh có đồng chí Trần Đức Năng, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Xây dựng Nông thôn mới. Về phía huyện có đồng chí Phạm Văn Ninh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đại diện các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, cùng đông đảo cán bộ và nhân dân trong xã. Các Sơn là xã có địa hình bán sơn địa, nằm ở phía tây bắc của huyện Tĩnh Gia, có diện tích tự nhiên gần 2.400 ha, dân số là 7.765 người, sinh sống ở 8 đơn vị hành chính, với nền kinh tế chủ yếu là sản xuất nông, lâm nghiệp. Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020, được sự quan tâm, lãnh chỉ đạo kịp thời sâu sát của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đảng bộ, chính quyền huyện, cùng với tinh thần đoàn kết, quyết tâm, chung sức đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã. Đến nay, xã Các Sơn đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Phong trào xây dựng nông thôn mới đã có tác động mạnh mẽ đến tình hình phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Bộ mặt nông thôn ngày càng phát triển, đổi mới, trong đó tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm là 10%, thu nhập bình quân đầu người đạt 34 triệu đồng trên người trên năm. Số hộ nghèo giảm xuống còn 4,6%, số hộ khá và giàu ngày càng tăng. Các thiết chế văn hóa phục vụ nhân dân trong xã được quan tâm xây dựng. Nhà văn hóa đa năng ở 8 thôn, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phát triển, thu hút mọi tầng lớp nhân dân tham gia. Sự nghiệp giáo dục, y tế được đầu tư ngày càng khang trang. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền và sự chung tay của nhân dân trong xã, mà hệ thống giao thông đã được cứng hóa 100%, thuận tiện cho giao thương đi lại của nhân dân. Cơ cấu ngành nghề ngày càng nâng cao tỷ trọng của các ngành công nghiệp, dịch vụ. Hiện nay, ngành sản xuất nông lâm nghiệp chỉ còn chiếm 60%, công nghiệp dịch vụ thương mại chiếm 40%. Tổng kinh phí đầu tư được phê duyệt để xây dựng nông thôn mới là hơn 88 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách trung ương 2 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 35 tỷ đồng, ngân sách huyện hơn 19 tỷ đồng, ngân sách xã 11,2 tỷ đồng,
doanh nghiệp hơn 4 tỷ đồng và vốn nhân dân đầu tư xây dựng mới, chỉnh trang nhà cửa hơn 40 tỷ đồng. Kinh tế phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao cùng với công tác quốc phòng an ninh được giữ vững. Đó là cơ sở để Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận xã đạt các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Văn Ninh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã đã nỗ lực đoàn kết cùng chung tay để đạt được kết quả như ngày hôm nay. Để tiếp tục giữ vững và phát huy những kết quả cao hơn nữa, đồng chí đề nghị. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, thưa các đồng chí và toàn thể nhân dân, kết quả hôm nay chỉ là bước đầu quan trọng trong quá trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để làm cho bộ mặt nông thôn xã Ca Sơn ngày càng khởi sắc và chất lượng cuộc sống của nhân dân ngày càng được cải thiện hơn. Tại buổi lễ trọng thể này, tôi đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Ca Sơn thực hiện tốt một số nội dung sau đây. Thứ nhất, tiếp tục đề cao trách nhiệm, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị về xây dựng nông thôn mới. Phải coi đây là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm thường xuyên và lâu dài. Phải khẳng định vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới và quyết tâm giữ vững và nâng cao chất lượng của tất cả các tiêu chí đã đạt được. Thứ hai, tập trung huy động lồng ghép các nguồn nhân lực vào xây dựng nông thôn mới, phát huy thế mạnh của địa phương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân chung tay góp sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng quê hương giàu đẹp văn minh. Thứ ba, cần chú trọng phát triển sản xuất, đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với phát triển dịch vụ, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, đẩy mạnh hợp tác, liên kết, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và giá trị tăng trên các sản phẩm nhằm mục tiêu tăng thu nhập của người dân. Thưa toàn thể các đồng chí, thưa bà con nhân dân xã Ca Sơn, nhân dịp này, thay mặt Đảng bộ và nhân dân huyện Tĩnh Gia, tôi xin trân trọng cảm ơn Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, các sở ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh trong những năm qua đã thường xuyên quan tâm, theo dõi, chỉ đạo và tạo điều kiện cho huyện Tĩnh Gia nói chung và xã Ca Sơn nói riêng có cơ hội, điều kiện phát triển và mong rằng trong thời gian tới chúng tôi tiếp tục được đón nhận sự quan tâm nhiều hơn nữa. Một lần nữa xin kính chúc quý vị đại biểu khách quý, các đồng chí cùng toàn thể nhân dân xã Ca Sơn sức khỏe hạnh phúc, chúc Đảng bộ và nhân dân xã Ca Sơn tiếp tục đạt được những thành công mới. Cũng tại buổi lễ, Ủy ban nhân dân huyện, xã đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới năm 2018. Ngày 23 tháng 12, xã Hải Hòa đã long trọng tổ chức lễ khai trương xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Tới dự và chúc mừng có các đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Nguyễn Văn Dương, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, trưởng các cơ quan ban ngành đoàn thể cấp huyện. Hải Hòa là xã bãi ngang, cách trung tâm huyện 1,5 km về phía đông, diện tích tự nhiên của xã hơn 640 ha. Hiện nay, toàn xã có 9.466 nhân khẩu với 2.364 hộ của 27 dòng họ lớn nhỏ, sống đoàn kết, gắn bó và giúp nhau cùng phát triển. Ngành kinh tế chính của địa phương là sản xuất nông nghiệp, ngư nghiệp, kinh doanh thương mại và các dịch vụ du lịch biển. Trong những năm qua, thực hiện tinh thần chỉ đạo của các cấp ủy chính quyền, nhất là phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xã Hải Hòa đã quán triệt và phát huy hiệu quả cả về bề rộng lẫn chiều sâu. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục được áp dụng các tiến bộ của khoa học kỹ thuật, nên năng suất sản lượng năm sau cao hơn năm trước. Diện tích gieo trồng hàng năm đều đạt 99,73% kế hoạch. Song song với phát triển kinh tế nông nghiệp, ngư nghiệp, thì một số lượng lớn lao động phổ thông của địa phương đã tham gia làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp trong khu kinh tế Nghi Sơn, mang lại nguồn thu nhập cao và tương đối ổn định. Đặc biệt, nơi đây còn được thiên nhiên ban phú cho bãi biển bằng phẳng, cảnh đẹp thơ mộng, thuận lợi phát triển ngành du lịch biển. Tỷ lệ hộ nghèo trong xã hàng năm giảm rõ rệt. Đặc biệt, hưởng ứng cuộc vận động xây dựng nông thôn mới với sự hỗ trợ của nhà nước, trong những năm qua, xã Hải Hòa đã có sự đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng với tổng kinh phí hơn 30 tỷ đồng, làm mới được 20 trên 45 km đường bê tông, 200 m sân bóng chuyền khuôn viên công sở. Các hoạt động văn hóa xã hội có nhiều đổi mới,
100% các thôn đã có nhà văn hóa, 8 trên 8 thôn đã khai trương xây dựng thôn văn hóa, 2 trên 3 trường học đã được công nhận trường chuẩn quốc gia, trong đó có trường tiểu học Hải Hòa đã đạt trường chuẩn quốc gia mức độ 2. Theo bình chọn và xếp loại hàng năm, có trên 90% hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa, 75% gia đình văn hóa được công nhận 3 năm liên tục. Gần 100% số hộ thực hiện tốt nếp sống văn hóa văn minh trong việc cưới, việc tang. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được sôi nổi, tổ chức trong khu dân cư. Công tác giáo dục, y tế tiếp tục được quan tâm, khuyến khích, tạo không khí phấn khởi, vui tươi, hăng say lao động sản xuất, phát triển kinh tế của địa phương. Phát biểu chúc mừng tại lễ kỷ niệm khai trương xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà cán bộ nhân dân xã Hải Hòa đạt được trong những năm qua. Với sức mạnh đoàn kết, tương trợ và cố gắng nỗ lực, trong thời gian tới, xã Hải Hòa tiếp tục tập trung phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, chung sức đồng lòng xây dựng nông thôn mới. Vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm xanh sạch đẹp, đảm bảo an ninh trật tự trong khu dân cư, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhân rộng các mô hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa trong xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Xem đây là tiêu chí quan trọng để xây dựng thành công nông thôn mới ở địa phương. Ngày 23 tháng 12, thôn Bắc Hải, xã Hải Thượng đã tổ chức lễ đón nhận danh hiệu thôn văn hóa giai đoạn 2017-2018. Tới dự có đồng chí Lương Ngọc Hoan, Phó trưởng ban tuyên giáo huyện ủy, Phó trưởng ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện, Cao Văn Lâm, trưởng đài truyền thanh truyền hình huyện, thành viên ban chỉ đạo, lãnh đạo phòng văn hóa thể thao huyện, đại diện lãnh đạo đảng ủy, chính quyền xã cùng đông đảo bà con nhân dân trong thôn. Thôn Bắc Hải nằm ở phía bắc xã Hải Thượng, có diện tích tự nhiên là 80 ha, 607 hộ với 2.186 nhân khẩu. Ngành nghề chủ yếu là đánh bắt thủy sản và kinh doanh dịch vụ. Trong 2 năm qua, với sự nỗ lực của Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, cũng như sự đồng lòng đoàn kết của nhân dân trong thôn, mà đời sống tinh thần vật chất của người dân trong thôn không ngừng được cải thiện, nâng cao. Hiện nay, 100% số hộ trong thôn có nhà ở kiên cố, bán kiên cố, có phương tiện nghe nhìn đi lại phù hợp, có 95% số hộ được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh. Nhân dân trong thôn đã luôn cố gắng lao động sản xuất để ngày càng nâng cao đời sống vật chất. Tỷ lệ lao động có việc làm trên 92%, có 85% số hộ có thu nhập ổn định trên mức sống trung bình, thu nhập bình quân đầu người trên 24 triệu đồng trên người trên năm. Kinh tế phát triển đã tạo điều kiện cho nhân dân trong thôn nâng cao đời sống tinh thần. Trong thôn có nhà văn hóa gần 120m², phù hợp với điều kiện sinh hoạt cho nhân dân. Thôn có 5 đội văn nghệ, 4 đội bóng chuyền, thường xuyên hoạt động, nhất là vào các dịp lễ hội, tạo nên sự gắn kết trong nhân dân. Nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang được nhân dân hưởng ứng sâu rộng, số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa trên 80%. Nhân dân trong thôn luôn chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội luôn được giữ vững. Với sự phấn đấu, đoàn kết của nhân dân từ việc nâng cao đời sống vật chất tới tinh thần là cơ sở để thôn được Ủy ban Nhân dân huyện công nhận thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa giai đoạn 2017-2018. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lương Ngọc Hoan, Phó trưởng ban tuyên giáo huyện ủy, Phó trưởng ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư huyện đã chúc mừng những kết quả mà nhân dân trong thôn đạt được. Đồng chí cũng đề nghị, trong thời gian tới, nhân dân trong thôn đoàn kết hơn nữa để nâng cao các tiêu chí văn hóa, nâng cao đời sống vật chất hơn nữa để xây dựng thôn trở thành thôn văn hóa kiểu mẫu, cùng chung tay với Đảng bộ, chính quyền huyện xây dựng thành công các tiêu chí đô thị trong thời gian tới. Ngày 22 tháng 12, Trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ 3 nhiệm kỳ 2018-2023. Dự đại hội có đồng chí Hà Xuân Thành, Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, đại diện Liên đoàn Lao động huyện cùng hiệu trưởng và cán bộ đoàn viên công đoàn nhà trường. Trong nhiệm kỳ 2013-2018, đội ngũ cán bộ đoàn viên công đoàn ngày càng phát triển về số lượng và chất lượng.
Năm 2018, cán bộ đoàn viên công đoàn có 76 người, đạt tỷ lệ 100%, tăng 28 đoàn viên so với đầu nhiệm kỳ. Tiền lương bình quân là 4.370.000 đồng trên người trên tháng, tăng 1.580.000 đồng so với đầu năm 2013. Ban chấp hành công đoàn thường xuyên quan tâm thăm hỏi ốm đau hiếu hỉ, động viên đoàn viên với tổng số tiền là hơn 39 triệu đồng. Tích cực động viên đoàn viên tham gia các hoạt động xã hội, đóng góp quỹ mái ấm công đoàn, quỹ vì người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa và các chương trình ủng hộ nhân đạo từ thiện khác với tổng số tiền ủng hộ là hơn 100 triệu đồng. Công đoàn luôn bám sát nghị quyết của các cấp ủy đảng, của công đoàn cấp trên để tuyên truyền, vận động đoàn viên tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, đổi mới lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả công tác, tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động với những nội dung cụ thể thiết thực. Với những kết quả đạt được, năm 2018, tập thể Trường Cao đẳng Nghề Nghi Sơn và các cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh huyện tặng bằng khen giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Hà Xuân Thành, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, đề nghị Ban chấp hành công đoàn nhà trường trong nhiệm kỳ mới tiếp tục xây dựng tổ chức công đoàn thực sự đoàn kết gần gũi, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và nghị quyết của công đoàn. Đổi mới nội dung phương thức hoạt động công đoàn, nâng cao năng lực cán bộ công đoàn theo hướng vì đoàn viên và người lao động. Tổ chức sâu rộng phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ giáo dục của nhà trường. Với tinh thần trách nhiệm cao và nghiêm túc, Đại hội đã tiến hành bầu ra Ban chấp hành công đoàn lần thứ 3, nhiệm kỳ 2018-2023, gồm 7 đồng chí. Chương trình truyền hình Tĩnh Gia hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.